Quá khứ và hiện tại. Tác giả Vân An. Tập 2 kết. Thứ hai đầu tuần. Bây giờ Lam Anh đã bước vào tháng thứ 8 của thai kỳ. Người cô bắt đầu đi đứng nặng nề hơn vì muốn sinh thường để nhanh chóng phục hồi. Sáng sớm, Lam Anh đã đi tập thể dục hết cả khu nhà. Trở về khi mặt trời xuyên qua cửa, cô ngồi nghỉ mệt trên sofa rồi đi tắm để làm đồ ăn sáng. Nhưng vừa chuẩn bị đứng dậy thì bụng cô đau quặn, nhìn xuống chân nước ối của cô đã dở rồi, còn huyết hồng nữa. Lam Anh la lên đau đớn, người cô khuỵu xuống sàn. Từ phòng khách đến bàn ăn, cách đó khoảng 10 mét, cô cắn chặt răng, hít thở đều đặn, cố gắng trườn đến lấy điện thoại. Người đầu tiên cô gọi là mẹ, nhưng bà lại không nghe máy. Thử gọi lại một lần nữa, vẫn không được. Cô lướt xuống, bấm số Hoàng Phong. Sợ hãi, xen với lo lắng, hoang mang. Lúc cô cần anh nhất, anh lại không có nghe cô. Cô đau đến mức sắp lả đi, gắng gượng chút sức lực cuối cùng để gọi cho Khôi Phúc. Alo, anh nghe đây. Anh đang định gọi. Phúc, cứu em, cứu con em. Lam Anh, Lam Anh. Khôi Phúc lập tức tắt điện thoại, chạy sang nhà cô nhanh nhất có thể. Vào nhà, anh lớn tiếng gọi bằng cách nhanh nhất đưa cô đến bệnh viện. Băng ca đẩy vô, anh nắm chặt tay cô, liên tục gọi cô tỉnh dậy. Bên ngoài phòng phẫu thuật, anh lúng túng gọi cho mẹ cô và Phong. Alo, em nghe nè Phúc. Em tới bệnh viện nhanh lên, Lam Anh đang ở trong phòng phẫu thuật. Tình hình đang rất nguy cấp. Anh nói cái gì? Được, được, em tới ngay. Phong từ thành phố lái xe chạy tới bệnh viện. Cả quãng đường anh luôn tự trách. Điện thoại anh hiện lên 3 cuộc gọi nhỡ của cô. Tại sao anh lại không biết? Lúc đó cô đang cận kề với nguy hiểm. Cô rất cần anh. Hoàng Phong càng nghĩ càng thấy mình vô dụng, liên tục đập tay vào vô lăng. Anh đến nơi thì mẹ cô và Phúc đã đứng ở đó. Ai cũng lo lắng đến tái xanh. Vừa lúc anh chạy vào thì y tá cũng đi ra mỉm cười thông báo. Chúc mừng gia đình, sản phụ đã sinh em bé thành công, bé gái nặng 2,6 kg. Cảm ơn cô y tá, cảm ơn cô rất nhiều. Mẹ cô nắm lấy tay y tá, mừng rỡ liên tục nói cảm ơn. Phong kéo tay y tá qua hỏi gấp. Vậy còn Lam Anh, cô ấy như thế nào? Cô có khỏe không? Sản phụ khỏe, cô rất kiên cường. Em bé sinh non chưa kịp xoay đầu nên đẻ ngược. Cô đã chịu cơn đau đẻ lấy em bé ra mà không có gây tê màng cứng. Cô ấy quả thật rất phi thường. Y tá nói xong quay đầu vô. Khôi Phúc nhảy lên mừng rỡ bá vai Phong ôm mẹ Lam Anh. Lam Anh xin rồi, Lam Anh làm được rồi, cô ấy thật là quá vĩ đại. Công chúa nhỏ chào đời rồi, em được làm ba rồi Phúc ơi. Ai cũng mừng và vui cho cô, một gia đình nhỏ lại thêm một tiếng cười. Sau khi Lam Anh được đẩy về phòng hồi sức, Phong đi theo y tá ra làm thủ tục cho cô. Anh đi theo đến phòng kính. Lần đầu tiên anh được nhìn thấy con gái anh, cô bé nhỏ xíu, nhỏ đến mức không tưởng, nước mắt anh lẳng lặng rơi xuống, anh không phải là một người cha tốt. Bệnh viện giới hạn người ở lại nên chỉ có mẹ cô ở lại với cô, anh mơ hồ nghĩ một vài chuyện. Anh nhờ Khôi Phúc ở lại, lái thẳng xe về thành phố, xe anh dừng lại ở gara xe hơi, trong lòng anh đã biết được lý do vì sao. Đi vào trong, anh kéo tay Hải Mi ra ngoài. Cô đã thấy Lam Anh gọi cho tôi, tại sao không có nói với tôi? Anh có não hay là mất não rồi vậy? Không có ai lại đi nói với bạn trai của mình rằng vợ cũ của anh ta gọi cho anh ta cả, có nực cười quá hay không? Hải Mi, cô điên rồi, cô phát điên thiệt rồi. Lương tâm của cô bị thiêu rụi rồi hay sao? Cô có biết gì cô mà xém chút nữa Lam Anh và con gái của tôi xảy ra chuyện không? Cô ghen tuông đến phát điên rồi đó. Anh ở đây mắng nhiếc tôi thì mọi chuyện cũng đã xong rồi. Cô ta và đứa bé cũng đã bình an vô sự. Đừng có trút giận lên tôi. Phải,
Đứa bé đã không sao rồi, và cả Lam Anh nữa. Nhưng cô có thử nghĩ đến lúc đó Phúc không có đưa cô ấy đi cấp cứu kịp thời, sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì không? Là mạng người đó. Là chính cô ta đã cắt đứt quan hệ với anh. Đâu phải tôi kề dao vào cổ bắt ép. Vậy tại sao khi cô ta xảy ra chuyện lại muốn anh có mặt? Hải My, cô không có làm mẹ, nên cô không có biết được mối liên kết thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái nó như thế nào đâu. Khi đó, Lam Anh đã đánh liều với tử thần. Cô ấy đánh cược mạng sống của cô để dành sự sống cho con gái chúng tôi. Cô ấy cần tôi, con gái tôi cần tôi, cô có hiểu không? Cô ta cần anh, con của ta cần anh. Vậy còn tôi cũng cần anh mà. Con của tôi cũng cần anh mà. Con tôi cần còn một người cha đó, một người cha đó, anh có biết không? Hải My gào lên đau đớn. Cô không còn gì để mất nữa. Cô làm nhiều việc như vậy, cô chối bỏ cái lương tâm của mình cũng vì cái gì chứ? Không phải cũng chỉ vì đứa con đang hình thành trong bụng cô hay sao? Hoàng Phong sững người, anh nắm chặt tay, đi đến nắm lấy vai cô, nheo mắt nhìn và hỏi trong ngắt quãng. Cô nói cái gì? Cô nói con... Phong, tôi có thai rồi. Hải My đặt bàn tay lạnh lẽo của anh lên trước bụng cô. Anh cũng khóc, nước mắt nào cho sự ngang trái lúc đó. Lúc anh nghĩ sẽ có thể quay về bên Lam Anh, anh có thể một lần nữa ôm lại gia đình nhỏ của mình, thì ông trời lại cho anh biết sự tồn tại của một đứa trẻ khác. Đứa bé là món quà mà ông trời đã dành cho anh ngay lúc này. Nhưng tại sao lại là lúc này chứ? Tại sao lại chọn anh và Hải My là ba mẹ của đứa bé? Anh không nói gì, lau nước mắt trên mặt Hải My, rồi kéo cô đứng dậy. Nắm tay cô, anh đưa ra xe, lái xe về nhà. Khúc mắc rối như tơ giò trong lòng Hải My bây giờ như được cắt bỏ. Lòng cô nhẹ nhõm đến nhường nào khi cô thấy được nét mặt lo lắng của anh với đứa bé trong bụng cô. Ông trời đúng là có mắt, nhưng không có công bằng. Chấp giá hạnh phúc của người này để cướp lấy yêu thương của người khác. Chỉ có điều mọi thứ xảy ra cũng do ý trời. Khi cả Hoàng Phong và Lam Anh đã lạc mất tay nhau, thì Khôi Phúc và Hải My đã đến bên đời họ. Nếu như ý trời đã định Phong và Lam Anh không đủ duyên để đi tiếp cùng nhau nữa, thì anh cũng không có thể trở thành một người đàn ông vô trách nhiệm. Tình cảm của anh và Lam Anh đã không thể trở lại như trước, nhưng Phong mãi là cha của con gái chung của họ. Cho nên hiện tại anh phải dốc hết sức mình yêu thương và bù đắp cho Hải My. Sáng hôm sau, Hải My đợi khi Phong đi khỏi, cô đã tới bệnh viện. Trước cửa phòng, tay cô run run nắm chặt vào cái giỏ sách. Bác sĩ vừa nhìn qua đã thấy cô mặt mũi tái nhợt, gân tay lại nổi lên liên hồi, kêu cô ngồi xuống bắt mạch cho cô. Còn cho đúng không? Nhìn em còn luống cuống như vậy, em mới biết tin à? Em không chắc. Là sao? Em không chắc mình đã có thai á? Em chỉ thấy cơ thể khó chịu, với lại em bị chậm ngày cho nên... Thôi được rồi, để chị cho em đi làm xét nghiệm ngang, nhanh thôi sẽ có kết quả. 2 tiếng sau, kết quả được trả về, Hải My hồi hộp nghe bác sĩ thông báo. Theo kết quả thì chỉ số HCG của em bình thường, vậy nên em không hề có thai, nhưng xét nghiệm cho thấy em có một khối u nhỏ ở cổ tử cung, rất may là u lành. Nhưng khi nào em cảm thấy có cơn đau hoặc có gì bất thường thì phải lập tức đến bệnh viện ngay. Hải My im lặng. Cô thẫn thờ, mọi lời nói của bác sĩ lúc này đều vô nghĩa. Em cũng đừng có quá hụt hẫng. Em còn trẻ, nếu hai vợ chồng cố gắng sẽ sớm có tin vui thôi. Bác sĩ, em có chuyện muốn nhờ bác sĩ, chỉ có bác sĩ mới giúp được em. Em cứ nói đi. Nếu được thì chắc chắn chị sẽ giúp. Em và bạn trai đang đứng trên bờ vực tan dở. Nếu như em thật sự không có thai, anh ấy sẽ bỏ em. Về cái chuyện này, chị khuyên em nên nhìn nhận lại chính chắn. Nếu một người em đã chọn ăn đời ở kiếp lại bỏ em, thì em không có con với họ thì em nên suy nghĩ lại. Em biết, nhưng em yêu ảnh rất nhiều. Em xin bác sĩ hãy giúp em. Em sẽ không có quên ơn bác sĩ đâu. Nhưng làm như vậy là trái đạo đức nghề nghiệp. Nếu bị phát hiện sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của chị và bệnh viện. Em đảm bảo với chị chuyện này chỉ có chúng ta biết, không có người thứ ba.
em sẽ mang ơn chị suốt đời. Em xin chị hãy giúp cho em. Hải My vừa nói vừa khóc. Cô gian xin bác sĩ khẩn thiết. Cuối cùng, bác sĩ vẫn siêu lòng vì sự đồng cảm trước hoàn cảnh của cô. Bác sĩ đã làm một bản báo cáo giả chứng rằng cô đã có thai. Ngay sau khi rời bệnh viện, cô lập tức về nhà, ngồi lặng ở phòng khách. Hải My biết mình đã không còn đường lùi. Đến lúc anh trở về, bật đèn lên thì đã thấy cô. Cô nhẹ lấy tấm hình siêu âm ở bên trong giỏ sách đưa cho anh. Anh nhìn đi, là con của chúng ta đó. Hoàng Phong cầm lấy tấm hình siêu âm vuốt ve, nhìn một hồi lâu, nước mắt anh chảy xuống. Anh ôm cô, cả hai đều khóc. Năm dài tháng rộng, ai cũng cần có người ở bên che chở. Khi Phong đang muốn bù đắp lỗi lầm trước kia của mình với Hải My và cái thai trong bụng, thì ở một nơi khác, Khôi Phúc cũng đang dốc hết sức lo cho Lam Anh và em bé. Nhìn cái vẻ ngoài, Khôi Phúc là một playboy chính hiệu, nhưng không ngờ khi anh chăm sóc cho Lam Anh và em bé lại ra dáng rất là một người cha tử tế. Em bé sanh non nên không có được ở cùng với mẹ mà phải ở trong lồng kính để rọi đèn. Vừa ra khỏi phòng sanh, Lam Anh đã khóc đến sưng mắt, mẹ cô có dỗ cách mấy cũng không thể nín. Mẹ cô mừng khôn xiết, nước mắt bà cứ vậy mà rơi. Bà có đứa cháu đầu tiên, đứa con gái bà yêu thương nhất đã cảm nhận được tình mẫu tử. Ông trời quá ưu ái cho bà. Lam Anh nằm bệnh viện một tuần rồi mới về nhà. Hôm cô ra viện, mọi người đều có mặt từ rất sớm, hộ tống cô về nhà. Thoát cái đầy tháng con gái, cả nhà ai cũng nô nức hồi hộp chuẩn bị. Hoàng Phong đến từ sớm, phụ mỗi người một tay. Ngày vui nên Lam Anh chỉ mời ít bạn, thật sự là bạn bè thân thiết cô mới mời họ. Cô cũng nhân dịp này công bố tên của em bé luôn, Diệp Sa. Cô bé là hạt cát vàng của Hoàng Phong và Lam Anh. Tiệc tàng anh muốn mua cho con gái một món đồ có thể theo con bé lớn lên, vậy là cả hai cùng đến cửa hàng trẻ sơ sinh. Chảy trong tim anh một nguồn cảm xúc dâng trào, nhìn con gái nhỏ của anh, hạnh phúc xiết bao. Mua đồ xong, anh chở Lam Anh về nhà rồi mới yên tâm về. Về đến nhà, vừa mở cửa, anh đã xém bị ăn cái chai rượu vào chân. Khoang hô hấp của Hải My như bị siết chặt, cô thở gấp, nhìn anh uất ức, khó khăn thốt ra từng tiếng. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Em muốn nói cái gì? Hải My bật dậy, đi chạy đến tủ đầu giường, cầm cái phong bì đã bị xé ra, quăng vào người anh. Bên trong là một tập hình, hình ảnh rất rõ nét. Trong tấm hình, anh đang dìu Lam Anh vào nhà, ẵm con gái của họ. Ở tấm hình khác, anh đang đỡ Lam Anh, trùm khăn cho cô, đưa con gái đi chích phòng ngừa. Thoáng nhìn qua, cũng thấy họ là một gia đình, hơn nữa còn rất hạnh phúc. Em theo dõi anh. Nếu không làm sao em biết được anh sau lưng làm cái chuyện gì? Anh nhắc cho em nhớ, dù cho anh và em có là cái gì đi nữa, thì sự thật không có thể thay đổi là giữa anh và Lam Anh có một đứa con. Đứa bé là máu mủ của anh và sẽ không bao giờ anh bỏ rơi con mình. Hiển nhiên, việc anh đối xử tốt với mẹ của con anh cũng có gì là sai cả. Anh biết là một người cha tốt, một người chồng cũ có trách nhiệm, vậy còn mẹ con tôi không có cần tới sao? Mì, em có thể đừng có như vậy nữa được không? Anh luôn cảm thấy nặng nề và ngột ngạt khi trở về nhà. Tại sao em luôn sợ Lam Anh sẽ làm tổn hại em trong khi cô ấy vốn không có hề mảy may quan tâm đến chúng ta? Em khiến anh ngạt thở, tự làm đau chính mình đó. Anh đã nói sẽ chăm sóc cho tôi, ở bên tôi, nhưng lại để tôi lạc lõng trong bốn bức tường còn anh chạy đi lo cho vợ con. Vậy được, em muốn làm cái gì tùy em. Nói xong, anh lẳng lặng bỏ đi thẳng lên phòng. Trong lòng anh bây giờ rất khó chịu, mâu thuẫn cực độ. Cảm giác tiến thoái lưỡng nan đang xiết não anh. Cả bốn người đều rất quan trọng với anh. Kêu anh chọn một bên, bỏ một bên, anh không thể nào làm được. Hải My ở bên dưới còn khó chịu hơn anh, ngọn lửa oán hận trong cô lại bùng cháy. Sáng hôm sau, một cuộc điện thoại đã phá hư bầu không khí yên ắng. Anh nheo mắt,
hơi thở không đều. Anh định thần mới ngồi lên, giói tay mở cái điện thoại. Nhìn kỹ mới thấy đó là điện thoại của mẹ anh. Chưa vội gọi lại, anh bước xuống giường đi tới phòng tắm. Đến khi bước xuống nhà, cảnh tượng kinh hoàng đã nuốt chửng anh. Vội vàng chạy xuống, anh ngồi sệp xuống sàn, đỡ cô. Hải Mi tóc tai rũ rượi bất tỉnh. Bên cạnh cô lai láng rượu vang đỏ thẫm, dưới chân cô bê bết máu. Anh lớn tiếng gọi. Mi, tỉnh lại đi, Mi. Huyết áp của bệnh nhân đang giảm mạnh, không cầm được máu, nhanh chóng đẩy vào phòng phẫu thuật. 4 tiếng ròng rã trôi qua, anh vẫn ngồi gục đầu trên hàng ghế trước phòng. Anh mãi trách bản thân mình, tại sao lúc đó không xuống xem cô sớm hơn, tại sao anh không nghĩ đến việc tồi tệ đó sẽ xảy ra. Tiếng đèn phòng tắt, cánh cửa mở ra, bác sĩ bước tới, tháo khẩu trang, mặt mày đầy u ám. Cổ sao rồi bác sĩ? Thật không may, phải chia buồn với chị và anh rằng đứa bé không thể giữ được. Khi chị nhà được đưa vào thì tim thai đã không còn đập. Mong anh chị sẽ sớm vượt qua cái nỗi mất mát này. Lúc này chị rất cần anh. Con của tôi chết rồi sao? Anh hãy kìm nén nỗi đau, anh chị còn rất trẻ. Anh ngồi gục xuống đất, cắn chặt bàn tay, tiếng nấc vừa thốt ra đã bị kìm lại. Anh khóc, lòng đau thắt, con anh chết ngay trước mắt anh mà anh không thể làm gì được. Ông trời có phải là quá cơ cầu với anh không? Tại sao mãi khiến cho anh phải chịu đựng những nỗi mất mát lớn như vậy? Ông trời trên cao vẫn thương cho cô, đã để cho vị bác sĩ khám cho cô chịu trách nhiệm ca phẫu thuật này. Hải My đã trải qua một cuộc phẫu thuật sinh tử, máu chảy ra từ chân cô là do khối u ở cổ tử cung cô bị vỡ, đã tạo giúp cô một lý do che giấu không hề có kẽ hở. Qua một thời gian thì Hải My cũng được xuất viện về nhà. Anh đã thuê bà vú để chăm sóc cho cô. Cô sợ hãi thế giới bên ngoài, cô sợ khi nghe tiếng động, cô căm thù rượu, cô hận bản thân đêm đó đã không thể đi cùng với con cô, chỉ vì lòng căm phẫn, vì sự dị kỷ trong tim cô. Cô đã hại chết con mình, cô không có xứng đáng làm mẹ. Và hơn ai hết, cô biết sợi dây ràng buộc cô và anh cũng đã bị cắt đứt. Thôi thì hãy để cô giữ lại một vị trí trong tim anh bằng một chút lòng thương hại và sự cắn rứt. Tiểu Sa của Phong đã được 2 tháng tuổi, mỗi ngày mỗi thay đổi. Cô bé thường sẽ cười híp mắt khi có ba đến chơi cùng. Anh cũng tranh thủ cuối tuần hoặc ngày nào giải quyết xong công việc sẽ đưa Lam Anh và Tiểu Sa đi chơi. Lam Anh từ khi sinh xong đến bây giờ không ngày nào là không cười nắc nẻ. Cô có mẹ và anh hai ở bên cùng chăm sóc con gái. Khôi Phúc thì luôn túc trực 24/7, chạy sang khi cô cần. Vì thời gian của Khôi Phúc nhiều hơn Phong, nên bất cứ khi nào thời tiết đẹp, anh liền đưa hai mẹ con cô đi chơi. Nhiều người không biết nhìn vào còn nghĩ họ là một gia đình. Mọi chuyện nên tới nó cũng tới thôi. Vào một ngày đặc biệt nhất, khi công chúa Diệp Sa tròn 3 tháng tuổi, Khôi Phúc đã chính thức cầu hôn cô. Dưới sự chứng kiến của những người cô yêu thương nhất, quan trọng nhất, cô đã gật đầu đồng ý với Khôi Phúc. Mẹ cô bật khóc, ôm lấy con gái. Anh hai cũng vậy, xoa đầu cô mãi mới thôi. Trái ngược với bầu trời hạnh phúc, bình yên nơi ngoại thành đó, trong thành phố, mối quan hệ của Phong và My đã không thể cứu vãn được nữa. Tần suất nói chuyện của họ ngày một ít hơn, hoặc có thì chưa đến 2 câu đã cãi nhau. Hải My không thể tiếp tục cuộc sống như hiện tại. Tự cô xếp vali rời đi. Có điều, mối duyên giữa họ vẫn chưa hết. Khi cô rời khỏi nhà thì mới phát hiện mình có thai. Nhưng cô lại không có muốn nói cho anh biết ngay lúc đó, vì cô muốn tự mình sinh đứa bé ra. Khi đó, anh sẽ phải ở bên cô, trở thành một gia đình. Sau một tuần làm việc mệt mỏi, được ngã lưng xuống sofa chính là thiên đường. Chưa kịp mở cái laptop thì chuông nhà anh reo lên, lật đật chạy ra mở cửa. Người đến khiến cho anh bất ngờ. Hải My, không chỉ có cô, còn ẵm theo một bé trai, cậu nhóc chính là con của anh và cô. Sau một hồi cãi vã kịch liệt, Hải My gần như phát điên, tức giận đi tới hỏi lại anh. Hoàng Phong,
Dù sao thì tôi cũng đã sinh con cho anh. Anh không thể cho tôi một lời giải thích sao? Việc cần nói tôi đã nói hết rồi. Muốn hiểu hay không thì tùy cô. Hải My tát anh. Một cái tát thật sự uất ức. Đôi mắt cô đỏ ngầu, khóe miệng rung lên, hai bàn tay nắm chặt. Hoàng Phong, anh nghe cho kỹ đây. Ngày hôm nay anh đối xử với tôi như thế này, tôi sẽ bắt anh phải trả đủ như vậy. Rồi anh sẽ thấy anh mãi mãi không thể sống hạnh phúc. Hải My nói xong, đùng đùng sát khí mở cửa xông thẳng ra ngoài. Chiều hôm đó, anh trở về nhà, vẫn như mọi khi, sau khi ăn cơm sẽ ra ngoài ngồi ở phòng khách, xem tivi một lát rồi xử lý tiếp công việc. Ngày tháng sau này, người làm trời nhìn, Hải My không muốn tiếp tục cứ như một con ngốc ở lại nữa. Cô rời khỏi trong sự căm hận và phẫn uất, cô thề là sẽ khiến cho Hoàng Phong phải hối hận. 6 năm sau, Brian, Brian à, cẩn thận có chừng té đó, đừng có chạy nữa. Con muốn đi sở thú, con muốn đi sở thú mà. Hôm nay đâu phải cuối tuần, con phải đi học chứ, đợi đến thứ bảy ba đưa con đi sở thú có được không? Con muốn đi bây giờ. Cao Chi Anh, nếu con còn tiếp tục bướng bỉnh nữa, ba sẽ phạt con không có được chơi game nữa đâu đó. Cậu nhóc bĩm môi, phụng phịu ngồi xuống đất. Cậu biết công tình ăn dạ của mình thua rồi, đành ngoan ngoãn theo ba về. 6 năm qua, mọi thứ đều thay đổi nhiều. Nhìn bóng lưng, anh không nghĩ một người sống chết với tình yêu và tuổi trẻ năm nào lại đứng đắn ra dáng một người cha kỷ luật đến như vậy. Mới ngày nào, Brian nhỏ xíu, vậy mà bây giờ đã 6 tuổi, cậu nhóc vô cùng lém lĩnh. Điểm nổi bật là làn da trắng xứ và gương mặt cắt khuôn từ Hoàng Phong ra. Sau khi đưa con trai về nhà, Phong cùng với anh Phát nhanh chóng lái xe đến công ty. Hôm nay là cuộc họp quyết định cho ra mắt sản phẩm mới. Anh đã vì phút cao hứng của Ryan mà dời cuộc họp lại hơn 1 tiếng. Suốt 4 tiếng đồng hồ, ngồi đến cứng lưng ở phòng họp, cuối cùng anh cũng có thể tan làm. Anh dặn anh Phát về nhà với Ryan trước, anh tự mình lái xe sang nhà Lam Anh. Anh nhớ công chúa nhỏ của mình đến ngẩn ngơ. Hôm nay, cô bé đi chơi công viên nước gửi hình về cho anh, còn nói với anh chú hươu cao cổ trong vườn rất giống anh lúc đói. Anh vừa bấm chuông, con gái đã chạy tới nhanh. Công chúa của ba đây rồi. Ba ơi! Sa của ba hôm nay đi chơi có vui không? Dạ vui. Ba ơi, ba ở lại ăn cơm với con và mẹ kẹo nghe. Cả 3 phút nữa. Xong một lát nữa, ba xin mẹ cho con về nhà ba chơi với Ryan đi. Được luôn. Một chút nữa ba sẽ nói với mẹ. Còn bây giờ thì đi rửa tay ăn cơm đi. Biết anh qua nên Lam Anh đã chuẩn bị một mâm cơm. Khôi Phúc vì không muốn Lam Anh phải đứng ở trong bếp quá lâu nên đã phụ giúp. Một nửa số thức ăn trên bàn là do anh đặt mua mang tới. Ăn cơm xong, Phong chơi cùng con gái một lát rồi nhanh chóng lái xe trở về. Trời cũng đã tối, anh không về, sợ là cậu ấm nhà anh sẽ dỡ cái nóc nhà mất. Đúng như anh nghĩ, phòng khách nhà anh quả thật đã biến thành cái sân banh. Đồ đạc lăn lông lóc, lắc đầu bất lực, anh đi thẳng lên lầu, vào phòng con trai. Không chịu đâu, con muốn đi ngủ. Brian ngoan, đã khuya rồi, mình phải đi ngủ thôi. Không. Cậu bé dậy lên, đạp cái gối văng hết xuống đất. Phòng vừa lúc chứng kiến, ra dấu kêu bảo mẫu đi ra ngoài. Chậm chậm bước vô, anh nhướng mày, ngồi xuống giường. Sếp lớn, ba vừa nghe cô bảo mẫu nói con còn chưa chịu đi ngủ. Con muốn cái gì đây, nói cho ba nghe coi. Con muốn đi sở thú. Ba đã hứa cuối tuần sẽ cho con đi rồi mà. Con muốn đi bây giờ. Ryan à, con làm ơn đi, đừng có bướng bỉnh như vậy nữa có được không? Vậy ba phải hứa với con một chuyện. Nói thử ba nghe coi, chuyện gì? Nếu không quá đáng, ba sẽ chấp nhận. Khi nào ba đưa con đi sở thú, ba phải chở cái chị Sa theo nữa đó. Ok, ok, được rồi. Điều kiện ba cũng đồng ý rồi đó. Đi ngủ nghe. Ryan giữ rất đúng lời hứa.
Cậu sau khi được ba chấp nhận điều kiện, liền nằm xuống giường đắp chăn ngủ. Đợi khi cậu ngủ say, Phong tắt đèn đi xuống lầu, ngồi ở phòng khách trầm ngâm. A Phát vừa ở ngoài về, liền ngồi xuống cùng anh. Ray anh ngủ rồi sao cậu chủ? Ừ, tên nhóc quậy đó đã ngủ rồi. Cậu nói xem, có phải tính tình của thằng bé rất giống mẹ của nó không? Luôn thay đổi thất thường, luôn khiến mọi người hoảng hốt đó. Vậy cái điểm này thì cậu chủ thua rồi. Ryan chính là bản sao tính cách của chị ngang tàn. Chỉ có khuôn mặt là của anh. Thôi, khuya rồi, đi ngủ đi. Chiều thứ bảy, như mọi khi tan làm, cùng với A Phát về nhà, nhưng một cuộc điện thoại đã chặn đứng suy nghĩ của anh. Hải My về nước rồi. Bẵng đi cả tuần sau, mọi chuyện bắt đầu chuyển hướng. Chào cô tìm ai? Ryan, cho tôi gặp Ryan. Nhưng chị là ai mới được chứ? Cậu chủ của tôi không có cho người lạ vào nhà. Hải My bỗng thay đổi sắc mặt, trực tiếp đẩy cửa bước vô. Cô gọi lớn tên con trai. Ryan, con ở đâu? Ra đây với mẹ. Trong căn phòng lớn, Phong đang nghe điện thoại, sắc mặt anh nhìn có vẻ không có tốt cho mấy. Khi đầu dây bên kia cúp xong, anh liền gọi A Phát. Phát, cậu đi tìm hiểu giúp tôi. Cô ta đang làm cái gì? Đang ở đâu? Ý của cậu chủ nói là chị My hả? Ừ, cô ta đã về nước rồi. Sao cậu chủ biết? Cô ta mới về gần đây thôi. Đêm hôm trước tôi từ nhà hàng về thì thấy một người rất giống cô ta đang ngồi ở tầng đối diện. Tôi vừa nhờ người quen ở sân bay xác thực, đúng là cô ta đã về được một tuần nay rồi. Đừng có chị đứng ở đó mà cảm thán nghe không? Mau đi làm việc đi. Dạ, tôi sẽ đi ngay mà. Nhưng mà lần này chị My về, tôi không nghĩ sẽ đến đây gây rối đâu. Tính tình của chị ngang tàn như vậy, nếu muốn làm thì không có đợi đến bây giờ đâu. Chính vì cái tính khí ngang tàn thất thường của cô ta làm tôi mới lo lắng đó. Cô ta không có sợ trời, không có sợ đất. Muốn làm cái chuyện gì sẽ làm tới cùng. Sợ đến khi đó là sẽ làm ra cái chuyện kinh thiên động địa đó. Phát nhận được việc, nhanh chóng đi điều tra. Bên công ty tìm kiếm cũng rất nhanh đã phản hồi về thông tin. Sếp à, có thông tin rồi. Đưa tôi coi. Mở tập hồ sơ ra, thoạt đầu Phong nheo mắt, kế theo là mở mắt tròn xoe. Hải My bao năm trời ẩn tích, bây giờ trở về đã là một thân phận khác. Nói chính xác thì mọi thông tin trong hồ sơ anh đều đã biết. Điểm mới ở chỗ bây giờ cô đã là một nhạc sĩ có tiếng. Không những vậy, có những bản nhạc được đưa vào đề cử nhận giải. Sếp à, anh coi, không ngờ chị ngang tàn lại trở thành một nhạc sĩ. Đúng là mọi việc đều thay đổi. Sếp, vậy bây giờ sẽ làm gì tiếp theo? Địa chỉ của ta đang ở không phải cách nhà tôi hai con phố hay sao? Sao lại trùng hợp vậy chứ? Chuyện này tôi cũng không biết. Chắc là do sếp đa nghi quá thôi, không có chuyện gì đâu. Điện thoại anh đổ chuông, màn hình hiện lên là số của Mai Chi. Tôi nghe đây. Cậu Phong, cậu mau về nhà đi. Có một cô gái đến nhà gây chuyện, muốn bắt Ryan đi. Cô gái đó có giỏ, còn rất nóng nảy. Vệ sĩ đều bị cô ta đánh cho ngã xuống đất hết. Cô đưa Ryan vào phòng khách khóa trái cửa, không có được mở cửa đến khi tôi về. Phát, không cần tìm nữa, cô ta tự tìm tới rồi. 15 phút sau, anh đã về đến nhà. Vừa bước qua bậc cầu thang đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Đẩy cửa bước vô, anh dừng lại nhìn qua. Hải My cô ta đã trở về thật. Hải My nghe tiếng cửa mở, quay người nhìn sang thấy Phong. Cô nở một nụ cười xã giao, vuốt ngược mái tóc đỏ ra phía sau, nhìn trực diện anh. Hoàng Phong, lâu ngày không gặp, đúng là có nhiều sự thay đổi. Đúng là ý trời, càng tránh càng thấy. Tôi vẫn đang nghĩ cô về nước, thế nào cũng sẽ có chuyện. Đang lây quay tìm tung tích của cô, thì cô đã đến nhà tôi rồi. Ngạc nhiên lắm sao? Yên tâm, sẽ còn nhiều điều bất ngờ nữa. Tôi không có thời gian để chơi đùa. Cô vừa mới trở về, chưa gì đã tới nhà tôi gây chuyện. Rốt cuộc là cô muốn cái gì? Không có làm mất thời gian cả hai. Lần này tôi trở về, chỉ có một mục đích duy nhất, chính là đưa Ryan đi cùng với tôi. Anh bật cười, nhận lại từ cô là ánh mắt khó hiểu. Anh ngồi xuống sofa bên trong,
Cô ngồi ghế đối diện, cách nhau một cái bàn kính. Cả hai nhìn nhau ánh mắt đầy xa lạ, có xen một chút dò xét. Trong lòng của anh biết rất rõ, cô gái ngồi trước mặt anh là người như thế nào. Nếu thật sự khiến cô ấy nổi điên, cô ta sẽ khiến tất cả mọi thứ xung quanh biến thành một đống đổ nát, mang đầy thương tích. Cô bị mất trí sao? Đang nằm mơ giữa ban ngày à? Chính cô đã bỏ rơi Ryan, từ thằng bé còn nhỏ xíu, bây giờ bỗng nhiên trở về đòi lại đưa nó đi. Cô xem tôi là không khí à? Hay xem thằng bé là một món hàng? Thích thì đem đi, không thích thì ném bỏ. Hải Mi tức giận, đập tay vào thành ghế, đứng dậy đi tới chỗ anh, nói ra những lời đầy oán trách. Tất cả là điều do anh ép tôi. Dù sao tôi cũng đã sanh con cho anh, nhưng ngay cả đến một lời cảm kích cũng không có. Hoàng Phong, năm đó là anh tuyệt tình với tôi trước, tôi hận anh, nên mới bỏ ra nước ngoài nhiều năm như vậy. Hoàng Phong cũng không do dự, đứng dậy ngang tầm cô. Do là cô muốn đặt tôi vào thế đã rồi, không thể phản kháng được. Cô thừa biết, tôi ghét nhất là bị ai đó ép tôi làm việc mà tôi không muốn. Năm đó cô bỏ đi, không hề cho tôi biết cô đã có thai. Cô biến mất trong khỏi thành phố, không ai có thể liên lạc được. Đến khi sanh con, cô ẵm thằng bé trở về, liền dùng con để gây sức ép với tôi. Sau đó, cũng chính cô tự kéo cái vali ra đi mà không hề quan tâm đến thằng bé ra sao. Thằng bé chịu thiệt thòi, lớn lên khi không có mẹ ở bên cạnh. Tôi đã cố gắng hết sức rất nhiều để có thể bù đắp cho nó. Tại sao cô lại trở về? Sự trở về của cô chính là sự tổn thương con, cô có biết không? Tôi không có quan tâm điều anh nói. Tóm lại, lần này tôi đã trở về nhất định sẽ đưa con đi cùng tôi. Anh đừng có quên, ngày trước khi tôi rời khỏi, Ryan chỉ có một người giám hộ duy nhất là tôi. Thằng bé mang họ Lâm, tôi là mẹ của nó, nên tôi muốn đưa con đi là điều bình thường. Ngược lại là anh, chính anh mới là người không có đủ tư cách để giám hộ thằng bé. Vậy cứ để xem thằng bé nó muốn theo ai. Nếu muốn kiện tụng thì tôi sẽ không có ngại mà theo hầu đâu. Tôi không có muốn nói lớn tiếng để Ryan nghe thấy. Phát, đưa cô ta đi. Phong, anh xem thường tôi đến mức kêu một tên ẻo lả này bắt tôi đi sao? Chị My, em xin lỗi. Cậu biến khỏi mắt tôi. Trợ lý của anh bị Hải My đánh cho ngã lăn ra đất. Phong liếc nhanh ánh mắt sắc lạnh, đầu mày nhăn lại. Nhìn Hải My đang chăm chăm nhìn dội lại phía anh, hai mắt của họ như dao găm nhọn quát, đâm thủng tầm nhìn xung quanh. Sếp à, cô tính làm loạn nhà tôi à? Phải, loạn đó. Nếu anh hôm nay không có để tôi đưa Ryan đi, tôi sẽ biến cái chỗ này thành một đống đổ nát. Cô dám? Phòng và Hải My càng trở nên gay gắt, cả phòng khách như sợi dây đàn căng hết cỡ, không khí ngột ngạt vô cùng. Bảo mẫu của Ryan ở bên trong ôm chặt lấy cậu bé không rời, không khí mỗi lúc mỗi căng thẳng hơn. Phong, chuyện giữa tôi và anh không thể giải quyết xong một sớm một chiều. Tôi không muốn gây sự, tôi chỉ muốn gặp con trai tôi. Tôi không phải như cô, chỉ thích gây sự làm loạn đâu. Tôi cũng chỉ nói một lần, Ryan là con trai tôi. 6 năm nay tôi cùng con sống vô cùng tốt. Sự xuất hiện của cô sẽ làm xáo trộn cuộc sống của thằng bé. Huống hồ gì bây giờ, cô muốn đưa nó đi. Cô có nghĩ đến cảm xúc của nó hay không? Vậy anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi? Tôi thật sự rất nhớ con trai của mình. Tôi thách cô dám đụng tới thằng bé đó. Được, vậy thì chúng ta thử coi ai thắng. Được. Hải My bị anh nói đến tức điên, ánh mắt toát ra sự giận dữ dâng trào. Buông ra! Ra khỏi nhà tôi! Anh! Bàn tay cô nắm chặt, ngay khi anh đi tới kéo tay cô, thì ngay lập tức cô đã hất tay anh ra, cuộn tròn thành nắm đấm. Hải My, bao nhiêu năm qua cô vẫn như vậy, không hề thay đổi, không biết phân biệt trái phải, tính tình nóng nảy, ngang ngạnh, luôn làm theo ý của mình. Thử hỏi có thằng đàn ông nào chịu nổi cô? Tôi không cần ai chịu đựng tôi cả. Có tiếng khóc gian lên ở phía sau, tiếng nói, tiếng khóc thất thanh, cắt ngang sự nảy lửa đang cuộn trào, là tiếng của Ryan. Cậu bé nhắm mắt hét lên, nước mắt đầm đìa, tay ôm lấy con gấu nâu nức nở. Ryan, Ryan, ba xin lỗi, ba xin lỗi. Cuộc cãi vã của họ đã nhanh chóng nhường chỗ cho sự im ắng bức rứt. Ryan mỗi lúc mỗi khóc nức, cả Hoàng Phong và Hải My đều bị làm cho sững người. Ánh mắt của họ đổ dồn vào Ryan. Anh nhanh chóng đi tới bên con, ôm con vào lòng mà trấn an. Hải My như bị ai đập vào cái cổ một cú trời giáng,
hô hấp trở nên khó khăn, bàn tay run lên cố ngưng lại nhưng không thể. Giấu tay ra phía sau, mắt cô ngấn lệ, tim cô như thắt lại. Brian, mẹ ở đây. Con đừng sợ, đừng sợ. Mẹ sẽ không có lớn tiếng nữa, sẽ không có lớn tiếng nữa đâu. Hải My rút hết can đảm bên trong ra, đi tới kéo anh sang một bên, ôm Brian vào lòng. Lần cuối cô ôm con trai mình là khi cô rời khỏi nhà. Cảm giác đó như tan chảy máu trong tim. Sâu thẳm cõi lòng có một người mẹ đầy thổn thức khi ôm con mình. Brian vẫn đang vô cùng sợ hãi. Cậu bé run lên nghẹn cổ khó thở. Anh bị cô đẩy sang một bên, ôm chặt Brian. Khung cảnh đó cũng khiến sống mũi anh gợn cay. Đây là lần đầu tiên sau khi thằng bé cảm nhận được mọi thứ trên đời này mới được nằm trọn trong vòng tay của mẹ. Nè, bây giờ mẹ đưa con đi khỏi đây, mẹ con mình sẽ sống cùng nhau. Brian từ lúc chạy ra tới bây giờ vẫn không ngừng khóc. Hải My ôm cậu, cậu bé lại càng sợ hơn, xa lạ cô hơn. Trong tiềm thức, mẹ của nó rất mờ nhạt. Phát à, ẵm thằng bé lên phòng. Dạ, cậu chủ. Không, để thằng bé lại đây cho tôi, Hoàng Phong, để nó ở lại. Tôi nói anh nghe rõ không, để thằng bé ở đây. Cô gây chuyện như vậy đủ chưa? Cô không thấy thằng bé nó sợ như thế nào sao? Là do anh cố chấp không có để tôi đưa thằng bé đi. Cô đi ra khỏi nhà tôi. Tôi sẽ còn đến nữa, cho đến khi tôi đưa được Ryan đi. Hải My rời khỏi nhà anh, lòng đầy tâm sự. Cô cái gì cũng không có giành được, ngay cả con trai của cô mà cô cũng không có thể đưa đi. Đón Đại một chiếc taxi bên đường, cô nói bác Tài đến địa chỉ trong điện thoại. Dừng trước một căn nhà nằm dưới chân đồi, nhìn từ bên ngoài vào, giống như một căn nhà cổ tích thơ mộng. Đó là nhà của Kim Nhung, bạn thân duy nhất của Hải My. Chịu đến thăm tôi rồi hả ông? Tưởng cậu quên tôi luôn rồi đó chứ. Đời của tớ có mấy người đi qua đâu, quên cậu thì tớ còn ai để tâm sự đây? Quá ra là tớ chỉ là cái thùng rác để cậu xả thôi, đúng không? Thiệt tình đau lòng quá. Đau lòng thì đi bắn B-52 đi thôi, hết ngay tức khắc à. Vô đi. Rất lâu rồi họ mới được gặp nhau để tâm sự. Tất cả như domino lần được tuôn trào. Luân phiên ai bốc được con nào trong bộ bài tây thì sẽ uống ly tương ứng. Hai cô gái vừa uống vừa nói chuyện. Đến lúc cả hai đều chệch choạng say, Hải My mới hét lên một tiếng thật lớn, nâng cao chai rượu mạnh ở dưới gầm bàn. Nhung! Đầu của tôi như muốn dở ra vậy đó. Tim của tôi đau như bóp chặt vậy đó. Tôi thật sự có lỗi rất lớn với con trai của tôi. My à! Chuyện của cậu và anh Phong tớ đã nói rất nhiều lần rồi. Cả hai không có hợp nhau cả về quan niệm sống lẫn tình yêu. Cả hai đều nóng nảy, không có ai chịu thua ai. Đều là những người ưa nhẹ, không có ưa nặng. Nhưng mà cậu xem đó, nói chưa đến hai câu đã muốn cãi nhau rồi. Nếu mà cứ tiếp tục như thế này, một ngày nào đó sẽ không có chịu được mà phát điên. Không, anh ta là người ích kỷ, hèn nhát và điểu giả. Đó là minh chứng rõ nhất cho việc tình cảm của Phong dành cho cậu không có đủ lớn. Còn nói theo một góc nhìn khác, đó là vợ cũ của anh Phong lại mang thai con của ảnh. Cậu không có thể nào bắt anh ấy không có được đến lo cho con gái. Điều duy nhất bây giờ cậu cần làm đó là dung đắp và quan tâm Ryan hơn. Thằng bé cần cậu, cần một vòng tay mẹ ấm áp yêu thương. Những ngày tiếp theo, Hải My nhận ra lời của bạn thân cô nói đúng đắn. Việc cô cần làm hiện tại chính là cố gắng bù đắp tình cảm cho con trai cô. Người có lỗi với thằng bé là cô. Hết đưa thằng bé đi tham gia workshop, vẽ tranh, đi làm gốm, Hải My cùng con trai mình đi sở thú, còn có cả chơi bắn cung. Khoảng thời gian không dài nhưng rất có ý nghĩa với Ryan. Thằng bé có phần khó chịu lúc mới đầu, vì đã quen bao lâu nay chỉ có ba là toàn bộ thế giới. Bây giờ xuất hiện thêm một người mẹ rất quan tâm và yêu thương, cậu thấy rất vui. Tìm hiểu thêm biết được Ryan có niềm đam mê với xe ô tô, Hải My đã giúp cậu mở một buổi workshop, mời tất cả bạn bè trong lớp cậu, còn có cả phụ huynh cùng đến xem con cái mình thích ngành nghề nào. Nhân cơ hội đó, cô cũng muốn để cho Phong tới cùng tham gia.
Vừa lúc Phong đứng lên đi ra cửa thì tiếng gõ cửa chợt vang lên. Mời vô. Anh, cuối tuần này có bận việc gì không? Cuối tuần này tôi bận việc rồi, có chuyện gì sao? Cuối tuần này tôi tổ chức workshop ở lớp con, tất cả phụ huynh đều tham gia để hiểu con hơn. Anh có thể dời lại công việc được không? Chuyện này tôi xin lỗi, tôi thật sự có chuyện rất quan trọng, không có thể dời lại được. Phong, anh làm việc này không phải vì tôi, mà là vì con. Đến khi tất cả cha mẹ của bạn bè thằng bé đều đến, mỗi mình nó là thiếu à. Từ khi tôi trở về đến bây giờ, Ryan cứ như một cây gậy tiếp sức, truyền qua truyền lại giữa tôi và anh. Vậy mà bây giờ anh không thể dời công việc vì thằng bé được sao? Hải Mì, cô đang nói sai vấn đề đó. Ryan vẫn luôn là ưu tiên với tôi, nhưng lần này quả thật có việc không có thể quản. Bây giờ tôi có chuyện phải đi, gặp lại cô sau nghe. Anh... Hải Mì chốt thêm một cơn tức vào người, đầy hậm hực rời khỏi đó. Mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như kế hoạch. Buổi lễ được chuẩn bị kỹ lưỡng, dù có anh hay không, cô vẫn sẽ khiến Ryan tự hào vui vẻ. Buổi lễ bắt đầu lúc 9 giờ. 7 giờ rưỡi sáng, Phong đã đánh thức Ryan dậy, giúp cậu chọn đồ cho cậu ăn sáng, rồi đưa cậu đến hội trường trước. Không hổ danh nghệ sĩ, hội trường được Hải My chăm chút từng chi tiết nhỏ, rất là bắt mắt. Tạm biệt Ryan, anh lên xe đến sân bay. Tiến vào trong, anh cầm theo một bó hoa tú cầu xanh biển, đứng đợi ngay giữa sảnh. Xe hơi dừng lại, từ ngoài ba người họ bước vô, đó là Khôi Phúc, Lam Anh và con gái anh. Cuối cùng, ngày đó cũng tới, ba người cũng quyết định sang Úc định cư rồi. Anh cũng mới biết tin đầu tuần, nói là vui là đang dối trá, nhưng anh không hề thấy bất mãn buồn bã, chỉ là sự hụt hẫng dâng lên. Khoảnh khắc đó, anh siết chặt tay mình lại, rồi nhanh chóng buông ra. Đúng là nói lời tạm biệt với người mình yêu thương khó cực kỳ luôn. Nhất là ở nơi phi trường, kẻ đi người nhìn lại thấy rất là chênh vênh. Nhìn những người anh yêu thương nhất được hạnh phúc, thì đối với anh, đời anh đã hoàn thành một chương hạnh phúc. Ở phòng chờ, xa nghịch cái bó hoa đang để trên túi sách, một cái thiệp rơi xuống, cô bé nhanh nhẩu đưa lại cho mẹ. Lam Anh cầm lấy rồi ngồi xuống chậm chậm mở ra. Dòng chữ nắng nót rất quen thuộc với nội dung. Em phải sống thật hạnh phúc đó nghe. Lam Anh bật cười, khóe mắt cay nhẹ, vuốt đi đôi mắt, cô ôm tấm thiệp vào lòng. Đời này họ không có duyên làm vợ chồng, nhưng lại thành người thân, dẫu sao cũng là ký ức đẹp mãi luôn cất giữ. Một hôm, Hải My nhận được một lời mời diễn cho một nghệ sĩ opera ở Ý. Cô đã nghĩ đến việc sẽ rủ Phong đi cùng. Cả anh và Ryan sẽ xem cô biểu diễn lần đầu tiên. Nghĩ là làm, cô cùng Ryan lái xe đến công ty. Tâm trạng cô vô cùng tốt nên gặp nhân viên cũng rất dễ chịu, cười chào vui vẻ cùng với họ. Nhưng vừa bước vào phòng đã không thấy anh đâu. Thư ký chạy vào nói anh có cuộc hẹn với đối tác, có lẽ sắp về. Nói Hải My và Ryan ngồi đợi một chút. Cô vui vẻ ngồi xuống đợi. Ryan chạy đến mở TV xem. Hải My đi tới bàn làm việc cho chú cá vàng ăn. Nhưng nụ cười cô tắt dần từ lúc đó. Một cơn sóng ập tới. Cảm xúc của cô vượt khỏi kiểm soát. Một cơn thịnh nộ xảy ra. Ngay sau đó cô dắt Ryan đi khỏi. Ryan, đi cùng mẹ. Mẹ con mình sẽ rời khỏi đây. Nhưng mà mẹ ơi, con sợ lắm, con muốn đi đâu hết á, con muốn ở với ba. Tại sao vậy? Tại sao đến cả con cũng không cần mẹ? Mẹ đáng ghét đến vậy sao? Mẹ nói con biết, ba con không có cần con nữa rồi. Không có phải đâu mẹ à, ba không có bỏ con đâu. Vậy con sẽ bỏ rơi mẹ đúng không? Ryan không có bỏ mẹ, Ryan rất thương mẹ. Mẹ à, mẹ đừng có khóc nữa, mẹ nín đi, có con ở bên mẹ mà. Ba đã không cần chúng ta nữa. Mẹ và con không có nên ở lại đây thêm nữa. Con đi với mẹ. Nói xong, Hải My lập tức kéo tay Ryan đi, mặc cho cậu bé đang vô cùng hoảng sợ, khóc run hết cả người. Hoàng Phong từ ngoài trở về công ty, đã thấy nhân sự náo loạn. Mấy tiếng trước, anh vừa rời khỏi. Hải My dẫn theo Ryan đến đây.
quơ tay kéo đổ hết tất cả hồ sơ sổ sách. Cô hét lớn, cầm cái bình hoa trên kệ đập bể. Hải My lập tức kéo tay Ryan ra ngoài. Có chuyện gì ở đây? Giám đốc, hồi nãy chị My và con trai giám đốc có tới đây, nhưng mà sau khi chị ấy đi vào thì bên trong xảy ra chuyện như vậy đó. Tại sao không ai gọi cho tôi hết? Tôi lúc đó sợ quá, chị ấy hét lên rồi đập đồ đạc ở bên trong. Khi chị đi ra thì rất là tức giận, kéo tay đứa bé đi rất gấp. Ryan, Phát, mau lấy xe tới. Xe dừng lại gấp trước cổng nhà cô, cổng không khóa. Ở bên ngoài, anh ra sức đập cửa gọi. Hải My, mở cửa, Hải My. Mẹ ơi, mẹ đừng có như vậy nữa, con sợ lắm. Tiếng nấc của Ryan cùng với nước mắt của Hải My, cả bàn tay cô đã tươm máu, nhỏ giọt xuống cổ tay, rơi xuống đất. Từ lúc trở về, cô đã không thể chịu đựng thêm nữa. Siết chặt bàn tay, cô ném hết tất cả đồ đạc trong nhà. Ryan cũng vì vậy mà hoảng loạn, tìm chỗ núp. Cậu bé ngồi vừa bịt tai vừa không ngừng gọi mẹ. Nhưng dường như Hải My đã không còn nghe được lời cậu bé nói nữa. Cô hoàn toàn mất kiểm soát. Cô thất bại đến thảm hại. 6 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Dù đến trước hay đến sau, có làm như thế nào đi nữa thì cô vẫn không thể có được Hoàng Phong. Nực cười cho chính mình, thật ra cô đã sai ở đâu. Bức hình cô và anh chụp bên nhau, cái món đồ duy nhất cô giữ tới tận bây giờ, dù có ở đâu cô cũng mang theo, hôm nay cô cũng đập nát. Sự chờ đợi và kiên nhẫn trong cô đã cạn kiệt. Ryan! Ryan! Con có nghe ba nói không? Ryan à! Ba ơi! Cứu con! Ryan! Hải My! Mở cửa ra! Anh phá cửa xông vô. Ryan thấy anh thì bật khóc lớn hơn. Anh đi tới ẵm sóc cậu bé lên. Cả người nó mềm nhũn run lẩy bẩy. Giao cho Phát ẵm Ryan ra ngoài. Anh chau mày bước tới nắm cổ tay của Hải My, lòng đầy tức giận. Hải My! Đứng lên cho tôi. Cô có biết mình vừa làm cái gì không? Cô đã làm gì con trai của tôi? Hoàng Phong, anh tới rồi. Anh tới rồi. Mà không phải. Anh tới để bắt Ryan đi khỏi em. Không được. Không được làm như vậy. My, cô tỉnh táo lại đi. Cô khiến thằng bé sợ đến nỗi không có thể nói ra lời. Làm đau chính mình đó. Cô xem bây giờ cô thảm hại đến mức nào. Tay cô bị thương rồi kìa. Đi tới bệnh viện để xử lý đi. Không cần anh thương hại. Vết thương này có xá là gì so với vết thương trong lòng của tôi? Lòng tôi còn đau hơn gấp 100.000 lần kìa. Phong, anh nói cho tôi biết, tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai chứ? Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, đừng có cố chấp nữa. Tay cô đang chảy máu rất nhiều, không có đến bệnh viện sẽ có rắc rối đó. Tôi không có sao, tôi chỉ muốn nghe chính miệng anh nói, đã lần nào anh yêu tôi chưa? My, thật ra trong lòng cô biết rõ câu trả lời hơn ai hết. Bao nhiêu năm qua, chỉ cô vẫn luôn gặm nhắm quá khứ cũ kỹ đó. Chúng ta hiện tại đều đã không còn ở cái tuổi ngông cuồng. Ai cũng có một con đường mới. Tại sao cô cứ phải làm mọi chuyện đến mức này chứ? Vì em mãi không thể quên được anh, không thể quên những tháng ngày hạnh phúc lúc trước. Hải My dần liệm đi, hơi thở cũng dần yếu. Cô nhìn anh đầy lắng động, phía sau cái vỏ bọc lạnh lùng là cả một tâm hồn rỉ máu. Anh có biết không, lúc em mới ra nước ngoài, em nhớ anh nhiều lắm. Lúc nào em cũng nhớ tới anh, không có cách nào xóa khỏi đầu em. Sau đó em mới đi học vẽ, em đã vẽ rất nhiều tranh. Đem nỗi nhớ anh vẽ lên từng bức tranh để có thể nguôi ngoai đi. Mãi đến khi em trở về, em nghĩ mình đã có thể quên được, dũng cảm bước đến trước mặt anh, dắt con trai đi, tự tin với cuộc sống mới. Nhưng em không có làm được. Vậy nên cô mới dùng đến cách này để hủy hoại tất cả, tổn thương bản thân, tổn thương Ryan, đến cả mạng sống cũng không cần nữa. Vì em yêu anh mà, cái mạng này của em là của anh. Nói chưa dứt câu, cô ta đã ngã ngồi ngất xỉu. Anh nhanh chóng gọi cấp cứu tới, đưa cô đi bệnh viện. Hải My đã nằm trong bệnh viện được 2 ngày. Cả 2 ngày đó, anh và Ryan đều kế bên chăm sóc cô, không có đi đâu nửa bước. Bản thân Ryan bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng. Trong đầu cậu bé chỉ còn hình ảnh mẹ cậu không ngừng đập phá, la hét,
làm đau bản thân. Trước phòng cấp cứu, cậu nhất quyết không có đi về, đập cửa muốn vào bên trong. Thật sự mà nói, tình cảm của anh dành cho cô là thật, nhưng cuộc hôn nhân năm đó là sự sai lầm. Anh vì đau lòng mà bất cần đời, sa đọa bản thân, tìm mọi cách để trốn chạy hiện tại. Đúng lúc đó, Hải My cũng đang nổi loạn vì mâu thuẫn với gia đình. Tự tay cô hủy hoại bản thân vào các cuộc thác loạn. Sự mong muốn được che chở, cô đã đưa anh đến với cô. Giây phút bồng bột đã ghép họ lại với nhau, để rồi ai cũng chịu thêm những tổn thương sâu sắc. Đến lúc anh nhận ra thì đã muộn rồi. Cả người Hải My đã đầy thương tích. Anh lại chọn cách thẳng thắn nhất, dứt khoát buông tay để cô quên anh đi. Chiều thứ sáu, Phong vừa lái xe đưa Ren về nhà để cho bảo mẫu chăm sóc, tiện thể mang theo một ít đồ trở vô bệnh viện. Không để ý đi vào, phía sau anh là một tiếng gọi vọng lại. Phong giật mình, quay đầu, một người đàn ông mặc áo măng tô dáng dấp trung niên đi tới. Người đó có vẻ đã biết anh. Ông ta ngồi ở hàng ghế đá ngay trước cầu thang bộ trước bệnh viện. Chào cậu. Cậu là Hoàng Phong. Phải, con là Hoàng Phong, còn chú là... Tôi là Hải Long, chú ruột của Hải My. Con nhớ rồi, My đã từng nói về chú với con một vài lần. Nếu con nhớ không lầm thì My nói chú đang định cư ở Singapore. Trí nhớ của cậu rất tốt, chúng ta ra ghế ngồi nói chuyện đi. Cả hai cùng ra ghế đá, Phong chậm rãi đặt đồ xuống ghế. Nếu cậu đã biết, thì tôi cũng xin được nói thẳng, cậu và con My quen nhau, yêu nhau đều là tự nguyện, xuất phát từ trái tim. Lúc nghe con bé điện sang báo tin, tôi cũng rất ngạc nhiên, nhưng phần lớn là vui mừng, vì My đã tìm được người yêu thương và dựa vào tin tưởng. Từ lúc đó, tôi đã háo hức và phấn khởi, đến mức ngày nào cũng phone về, hỏi thăm đốc thúc đám cưới, vậy mà sau cùng con bé vẫn phải chịu nhiều tổn thương sâu sắc. Chuyện của con và My đã kết thúc ở 6 năm trước. Con không có bao giờ phủ nhận giữa hai con có một đứa con. Và thực sự cho đến ngày hôm nay, con vẫn luôn cắn rứt vì đã khiến cho My đau khổ. Cô lặng lẽ bỏ đi, mang thai Ryan một mình, sinh con cũng một mình. Mãi đến khi cô ấy trở về và mang theo Ryan, gặp con thì cô đã lập tức muốn cho cô ấy một câu trả lời về mối quan hệ của tụi con khi đó. Tôi chỉ mong cậu hãy dứt khoát và thẳng thắn một lần, giải quyết hết tất cả khúc mắc. Bao nhiêu năm nó ở đất khách, cũng là bấy nhiêu năm nó ôm đau khổ trong lòng. Bây giờ nó trở về, chỉ mong có thể đưa con trai sang bên đó cùng chung sống, liệu có quá đáng hay không với một người mẹ. Nhưng mà ngày đó, chính My đã bỏ rơi con của mình. Từng đó thời gian, cô có từng quan tâm con mình sống ra sao không? Bỗng dưng cô trở về, xen ngang cuộc sống của thằng bé, làm cho thằng bé có ám ảnh tâm lý. Nếu là con chú có đồng ý cho ở cạnh một người mẹ ngay cả tâm lý cũng không có thể kiểm soát hay không? Được, vậy cậu cho tôi một năm. Sau một năm, My sẽ hoàn toàn khỏi bệnh. Khi đó, tôi mong cậu sẽ đồng ý để Ryan được sang Singapore sống cùng con bé. Và tôi đảm bảo, bất cứ khi nào cậu muốn thăm Ryan, cứ thoải mái ghé thăm, gia đình tôi sẽ tiếp đón nồng hậu. Chú sẽ đưa My về lại bên đó. Đúng vậy, tôi sẽ đưa con bé về bên đó để trị bệnh. Rồi con bé sẽ trở lại như xưa thôi, không còn u buồn, nghĩ ngợi nữa, an yên sống bên con trai và người chú này. My thật may mắn khi cô ấy có một người chú như chú. Con bé đã chịu quá nhiều thiệt thòi, và tôi sẽ luôn luôn bảo vệ con bé đến khi tôi nhắm mắt. Con hứa với chú, ngày My khỏi bệnh trở về và không còn sợ hãi quá khứ, con sẽ đưa Ryan và cổ đi giao tận tay chú, mỉm cười mãn nguyện. Cảm ơn cậu. Hai người đàn ông cùng vào phòng bệnh của Hải My. Cô sau khi nghe những lời chú nói đã bật khóc rất lớn. Cô ôm chú thật chặt, tuôn ra hết mọi thứ kìm nén, khóc cho những sự cố gắng của mình. Sau cuối một con đường, ai cũng mong có thể dừng chân. Hải My chấp nhận buông tay. Một tuần sau đó, cô cùng chú lên máy bay trở về Singapore. Ryan rất hiểu chuyện, đưa mẹ ra sân bay. Cậu ôm Hải My rồi thơm lên mắt cô dịu dàng. Thủ thỉ nhỏ, đợi cô hết bệnh có năng lực của siêu nhân, cậu sẽ bay đến bên cô. Năm tháng sau,
bầu trời lại xanh trong, máy bay cất cánh mang những yêu thương lại gần với nhau. Hoàng Phong đưa Ryan đến trước cửa nhà cô khi cô ấy đang ở ngoài vườn tưới hoa tulip. Cậu bé kháu khỉnh chạy đến ôm chân cô, miệng không ngừng gọi mẹ. Dở quà cảm xúc, Hải My buông bình tưới, ôm lấy Ryan. Cả ba người họ nhìn nhau đầy mãn nguyện. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Quá khứ và hiện tại, tác giả Vân An. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới.